Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong một bài đăng trên Twitter sáng nay 16 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và ông đã được nếm thử trong chuyến công du lần này. Ngoại trưởng Mỹ Blinken viết trên Twitter cá nhân rằng bạn không thể thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã thấy sự ảnh hưởng trên khắp Mỹ trong những nhà hàng của chúng tôi. Ngoại trưởng Blinken cảm ơn quán cơm tay cầm ở Tràng Tiền sau khi ông đến dùng bữa tối tại đây ngày 15 tháng 4. Cảm ơn quán cơm tay cầm đã cho tôi nếm thử món ăn tuyệt vời của bạn, quá ngon. Ngoại trưởng Blinken thăm Việt Nam từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 vào dịp kỷ niệm 10 năm Việt Nam-Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Tối 15 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng đoàn tùy tùng gây chú ý khi đi bộ trên phố cổ Hà Nội. Đoàn vào quán bar nghe nhạc ra và ăn tối tại một quán Việt trong ngõ Tràng Tiền. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ báo chí tại tòa nhà Rose Garden trên phố Ngọc Khánh, Ngoại trưởng Mỹ đã trở về khách sạn Metropole và sau đó tản bộ sang phố Tràng Tiền cùng đại sứ Mỹ Mark Knapper. Ông Antony Blinken ghé vào quán nhạc gia Bình Minh nằm ở số 1 Tràng Tiền. Ngoại trưởng bắt tay chào hỏi nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và nghệ sĩ gia nổi tiếng Quyền Văn Minh. Được biết, 16 tháng 4 là sinh nhật lần thứ 61 của Ngoại trưởng Mỹ, nên nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh có lời chúc mừng Ngoại trưởng Mỹ phía bên trong Bình Minh Gia Club. Nghệ sĩ nhạc gia nổi tiếng Quyền Văn Minh đã biểu diễn chúc mừng sinh nhật ông Blinken. Được biết, nghệ sĩ gia Quyền Văn Minh biểu diễn bản nhạc In The Mood. Sau đó là những phút giây thoải mái vui vẻ của Ngoại trưởng cùng các vị khách tận hưởng không khí vui tươi của các bản nhạc gia tại quán. Sau khi thưởng thức nhạc gia khoảng hơn 30 phút, Ngoại trưởng Mỹ ra xe và giơ tay chào cánh phóng viên Việt Nam đứng chờ ở bên ngoài và lên ô tô đi ăn tối. Đoàn xe dừng giữa phố Nguyễn Khắc Cần, Ngoại trưởng Mỹ cùng đoàn xuống xe đi bộ dọc ngõ Tràng Tiền vào quán cơm tay cầm gà xối mỡ để dùng bữa tối. Chiều ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp gỡ báo giới tại Hà Nội. Trả lời câu hỏi của báo chí về quan hệ Việt Nam-Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá sự phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian qua là tuyệt vời. Hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong hầu hết các lĩnh vực. Mối quan hệ mạnh mẽ về đầu tư, biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng chống chọi tốt của chuỗi cung ứng cũng như xử lý các vấn đề về biến đổi khí hậu tại sông Mekong, vấn đề an ninh khoa học công nghệ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ tin tưởng, với chúng tôi, Tổng thống Biden, quan hệ với Việt Nam là một trong các mối quan hệ năng động nhất và quan trọng nhất phát triển trong nhiều thập kỷ. Và chúng tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiều thập kỷ tới. Chia sẻ với báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, từ lâu ông đã rất mong chờ được trở lại Việt Nam và thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới đây với tư cách là Ngoại trưởng. Tôi đã từng đến đây khi còn là Thứ trưởng Ngoại giao vào năm 2016, nhưng tôi rất vui khi được trở lại vào ngày hôm nay. Một thập kỷ kể từ khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và gần 28 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả. Ngoại trưởng khẳng định, thay mặt Tổng thống Biden, tôi đến đây để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác đó. Tiếp nối cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng trước, cũng như các chuyến thăm cấp cao trước đó, bao gồm chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Austin, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, Tổng giám đốc USAID Samantha Power và các thành viên quốc hội. Trong các cuộc gặp gỡ trao đổi trong chuyến thăm này, tôi tập trung vào việc làm thế nào Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ thành công của Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, người dân Mỹ và toàn bộ khu vực. Nhấn mạnh hai quốc gia đang hợp tác vì lợi ích chung vô cùng rộng lớn, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, chúng tôi tin rằng bằng cách hỗ trợ các tham vọng của Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy tham vọng của chính mình, từ tạo việc làm cho người dân Mỹ và tăng cường sức mạnh của các doanh nghiệp Mỹ, đến đạt được thêm bước tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cũng như ngăn chặn các đại dịch.
Tôi cũng tập trung vào cách thức hai nước chúng ta thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và có nền tảng là sự tôn trọng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tự do và rộng mở có hàm ý rằng các quốc gia được tự do lựa chọn con đường và đối tác của riêng mình, và rằng các vấn đề sẽ được giải quyết một cách cởi mở, các quy tắc sẽ đạt được một cách minh bạch và áp dụng một cách công bằng, và hàng hóa, ý tưởng, con người sẽ tự do lưu thông trên đất liền, trên biển, trên trời và không gian mạng. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, trong các cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, ông đã thảo luận về nỗ lực của hai nước nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng trên diện rộng ở Việt Nam và trên toàn khu vực, bao gồm thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, IPEF. Việt Nam đã tham gia đàm phán về cả 4 trụ cột của IPEF, qua đó giúp dẫn đầu những nỗ lực về các vấn đề có vai trò định hình nền kinh tế trong thế kỷ 21, gồm sức chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng sạch và kết nối kỹ thuật số, từ đó mang lại lợi ích cho người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Hai bên đã thảo luận về sự tôn trọng lẫn nhau đối với vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chặt chẽ của chúng ta thông qua các khuôn khổ kinh tế khu vực bao gồm APEC mà Mỹ tự hào đăng cai tổ chức năm nay và quan hệ đối tác Mekong-Mỹ. Phía Mỹ đánh giá cao vai trò lãnh đạo không thể thiếu của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát triển ở khu vực sông Mekong. Ngày 10 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ công du Vương quốc Anh, Iceland, Việt Nam và Nhật từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 4. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trước khi tới châu Á, Ngoại trưởng Blinken sẽ cùng Tổng thống Joe Biden tới Vương quốc Anh và Iceland từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Sau đó, ông Blinken sẽ tới Hà Nội để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tại Hà Nội, ông Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Việt Nam để trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kết nối thịnh vượng hòa bình và có sức chống chịu mạnh mẽ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thời gian cụ thể ông Blinken sẽ đến Việt Nam. Sau khi thăm Việt Nam, ông Blinken sẽ tới Karuizawa của Nhật để tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nền kinh tế phát triển G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt các vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc chiến Nga-Ukraine, giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, cũng như thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong năm nay, nhiều quan chức chính khách Mỹ đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam, gồm đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Jeff McKay dẫn đầu. Trước đó, vào năm 2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chia sẻ trên Twitter rằng cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông và ông Phạm Bình Minh, khi đó đang là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, diễn ra rất vui vẻ. Ông hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo là bên một tô phở ngon ở Hà Nội. Trong bài đăng trên trang Twitter về cuộc điện đàm rạng sáng ngày 5 tháng 2 năm 2021 giờ Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken viết, buổi trò chuyện vui vẻ đầu tiên với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh là về cam kết của chúng tôi đối với hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Tôi hy vọng cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng tôi là bên một tô phở ngon ở Hà Nội, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm. Cùng ngày, tài khoản Twitter của ông Phạm Bình Minh, khi đó là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn lại bài đăng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, trong đó nhấn mạnh, tôi rất vui được nói chuyện với Ngoại trưởng Blinken qua điện thoại vào sáng sớm nay, nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì sự thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Tôi đang mong chờ cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta về một tô phở ở Hà Nội. Ông Phạm Bình Minh đáp lại thông điệp của Ngoại trưởng Blinken. Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam đã có nhiều bước phát triển trên mọi lĩnh vực trong 25 năm qua, nhất trí hợp tác để góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc hơn trong thời gian tới với trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực hàng hải, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, cũng như đẩy mạnh hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Blinken chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Ngoại trưởng Blinken cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm ASEAN trong khu vực, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các cơ chế khu vực và quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.